Hơn 30 nghị sĩ, trong đó có 16 thứ trưởng và bộ trưởng từ chức trong vòng chưa đầy 24 giờ. Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đứng trước sức ép chưa từng có. Những đòn giáng liên tiếp này cũng khiến Thủ tướng Anh phải đối mặt sóng gió chính trị lớn nhất trong nhiệm kỳ. Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid là những người khởi đầu nộp đơn từ chức chỉ vài phút sau khi Thủ tướng Johnson lên tiếng xin lỗi về bê bối mới nhất trong chính quyền của ông liên quan đến việc bổ nhiệm một nghị sĩ từng bị cáo buộc quấy rối tình dục và say xỉn. Quyết định từ chức của hai bộ trưởng quan trọng hàng đầu trong nội các được đánh giá là cú sốc lớn đối với Thủ tướng Johnson, đặc biệt là sau khi ông vừa thoát hiểm trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội hồi tháng trước. Chúng cũng góp phần khoét sâu thêm rạn nứt bên trong chính quyền Thủ tướng Johnson vào thời điểm ông đang phải vật lộn với một cuộc nổi loạn từ các nghị sĩ đảng bảo thủ. Họ tức giận và phản đối những hành vi gây tranh cãi của Thủ tướng, như việc ông tụ tập tiệc tùng ở phố Downing, vi phạm các quy tắc chống COVID-19 hồi năm ngoái. Ông Johnson đã nhanh chóng bổ nhiệm người thay thế Bộ trưởng Sunak và Bộ trưởng Javid, phát đi thông điệp rằng ông sẽ nỗ lực ổn định chính phủ và đấu tranh để bảo vệ ghế Thủ tướng. Ông cũng khẳng định trước nghị viện rằng sẽ không từ chức. Tôi nhìn vào những vấn đề mà nước Anh đang phải đối mặt, nhìn vào những sức ép mà người dân đang phải chịu đựng và việc chính phủ cần thiết phải tập trung vào những ưu tiên của người dân. Tôi cũng nhìn vào cuộc chiến lớn nhất tại châu Âu trong gần 80 năm qua, nên sẽ là vô trách nhiệm nếu cứ thế bỏ đi vào lúc này. Dù vậy, các nhà phân tích và một số nghị sĩ cấp cao đảng bảo thủ đánh giá loạt quyết định từ chức của các bộ trưởng có thể làm suy yếu nền tảng ủng hộ đối với Thủ tướng Johnson ngay bên trong đảng bảo thủ, khiến con đường phía trước của ông trở nên chông gai hơn bao giờ hết. Tôi không thấy bất kỳ cánh cửa nào có thể giúp ông Johnson vượt qua sóng gió lần này. Đơn từ chức của các bộ trưởng đã tạo ra những lỗ hổng lớn khó vá lại trong nội các. Vì đã vượt ải bất tín nhiệm hồi tháng 6, nên Thủ tướng Johnson sẽ không phải đối mặt thêm bất kỳ cuộc bỏ phiếu tương tự nào trong vòng 12 tháng nữa, trừ khi Hạ viện Anh thay đổi quyết định. Vậy nên, từ chức dường như là cách làm hiệu quả duy nhất để các thành viên nội các bất đồng với ông Johnson gây áp lực buộc ông rút khỏi ghế Thủ tướng. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson cũng phải xét đến một thực tế rằng, dù ông đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng 6, nhưng có tới hơn 40% nghị sĩ trong đảng bảo thủ đã bỏ phiếu chống lại ông. Và giờ, họ cũng đang tranh luận về việc có nên thay đổi quy định để tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khác sớm hơn hay không. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 6 tháng 7 cho biết, tổ chức này sẽ triệu tập một cuộc họp trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 hoặc sớm hơn, nhằm quyết định xem liệu có tuyên bố đợt bùng phát đậu mùa khỉ lần này là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không. Nếu được tổ chức, đây sẽ là lần thứ hai WHO họp bàn về vấn đề này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thêm nhiều quốc gia thông báo ghi nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ. Ngày 6 tháng 7, WHO thông báo đã ghi nhận hơn 6.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 58 quốc gia trong đợt bùng phát này. Tâm chấn của đợt bùng phát lần này là châu Âu, chiếm hơn 80% số ca mắc. Tổng giám đốc WHO bày tỏ quan ngại về quy mô và mức độ lây lan của virus đậu mùa khỉ trên khắp thế giới. Hơn 6.000 ca mắc đã được báo cáo ở 58 quốc gia, trong khi đó việc thiếu xét nghiệm là một thách thức. Nhiều trường hợp có triệu chứng đã không được xét nghiệm, đồng nghĩa rằng nhiều ca nhiễm có khả năng đã bị bỏ sót. Trong khi đó, thêm nhiều quốc gia báo cáo ghi nhận những ca mắc đậu mùa khỉ, mới nhất là Dominica và Ecuador vào ngày 6 tháng 7. Hôm nay, Bộ Y tế Singapore cũng xác nhận ca mắc đậu mùa khỉ trong cộng đồng đầu tiên tại nước này. Đậu mùa khỉ là một căn bệnh truyền nhiễm phổ biến ở các quốc gia Trung Phi và Tây Phi. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 5 năm nay, số ca mắc đã gia tăng bên ngoài những quốc gia này. Cho đến nay, hầu hết các bệnh nhân là nam giới có quan hệ tình dục đồng tính, trẻ tuổi và tại các khu vực thành thị. Những triệu chứng ban đầu của bệnh bao gồm sốt cao, sưng tấy hạch bạch huyết, phát ban giống như bệnh thủy đậu, ớn lạnh và kiệt sức. Trước đó, tại cuộc họp vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, Ủy ban khẩn cấp về quy định y tế quốc tế của WHO nhận định bệnh đậu mùa khỉ chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Cho đến nay, WHO mới 6 lần tuyên bố một bệnh là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, mức độ cảnh báo cao nhất của tổ chức này, với lần gần nhất là đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 6 tháng 7 cho biết, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 FMM với chủ đề Cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng hơn sẽ là diễn biến chiến lược để thảo luận về các nỗ lực phục hồi toàn cầu.
diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 tại Bali. G20 FMM bao gồm hai phiên họp. Phiên đầu tiên về tăng cường chủ nghĩa đa phương sẽ thảo luận các động thái chung nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho ổn định, hòa bình và phát triển của thế giới. Phiên thứ hai về an ninh lương thực và an ninh năng lượng sẽ thảo luận về các bước đi chiến lược nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng lương thực, tình trạng khan hiếm phân bón và giá cả hàng hóa toàn cầu tăng cao. G20 là nền tảng chiến lược đa phương quy tụ 20 nền kinh tế lớn trên thế giới. Indonesia hiện đang giữ chức chủ tịch G20 năm 2022. Bộ Y tế Italia cho biết số ca mắc mới COVID-19 tại nước này trong ngày 6 tháng 7 tiếp tục ở mức trên 100.000 ca trong ngày thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh biến thể phụ Omicron BA.5 tiếp tục lây lan rộng. Cụ thể, Italia ghi nhận thêm hơn 107.000 ca mắc mới COVID-19, giảm gần 30.000 ca so với một ngày trước đó, đưa tổng số người đang phải điều trị COVID-19 lên gần 1,15 triệu. Trước đó, ngày 5 tháng 7, nước này thông báo hơn 132.000 ca mắc mới, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca kể từ đầu tháng 2. Số liệu cùng ngày của Liên đoàn các cơ quan y tế và Bệnh viện Italia cho thấy số trẻ em phải nhập viện điều trị COVID-19 trong một tuần đã tăng 84% từ 51 trẻ trong ngày 28 tháng 6 lên 94 trẻ vào ngày 5 tháng 7. 78% số ca phải nằm viện là trẻ em dưới 5 tuổi, do tại Italia chưa có vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi này. Lễ hiến sinh Eid al-Adha, dịp lễ quan trọng thứ hai trong năm của người Hồi giáo sau lễ Eid al-Fitr tại Indonesia. Người dân đang chuẩn bị cho lễ hội này, sau 2 năm bị hạn chế do dịch COVID-19. Mặc dù vậy, Indonesia đang phải đối mặt với dịch lở mồm long móng, đe dọa làm giảm không khí náo nhiệt của lễ hội tại quốc gia này. Lễ hiến sinh Eid al-Adha thường bao gồm những buổi lễ cầu nguyện đông người, hoạt động cộng đồng, giết mổ gia súc hay mang đồ ăn đến cho những người yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên năm nay, do sự lây lan của dịch lở mồm long móng, loại bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến gia súc, cừu, dê và lợn, doanh số bán hàng của các hộ kinh doanh đã giảm đáng kể. Jamalulay, một thương nhân ở Tây Java, chỉ bán được 50 con bò trong năm nay. Thương nhân này chia sẻ, trước COVID-19, cơ sở của ông có thể bán tới 330 con bò và trong dịch khoảng 170 con, nhưng đến năm nay, doanh số đã sụt giảm nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân khiến doanh số bán bò hiến tế sụt giảm là do dịch lở mồm long móng. Người dân vẫn rất lo lắng về độ an toàn khi tiêu thụ thịt có nguy cơ bị bệnh. Và nguyên nhân thứ hai là do giá bò đã tăng trong 4 đến 5 tháng qua. Kể từ tháng 5 vừa qua, Indonesia đã tiến hành tiêm phòng cho vật nuôi trên toàn quốc nhằm hạn chế sự bùng phát của dịch. Tuy nhiên, theo báo cáo của chính phủ Indonesia, dịch lở mồm long móng đã xuất hiện tại 21 tỉnh của Indonesia, ảnh hưởng đến 317.000 vật nuôi tại các tỉnh này. Đã có hơn 3.400 con gia súc, động vật bị tiêu hủy.